Thì hôm trước là mình học tới cái phần các cái tính chất của xác suất đó em, tính chất của xác suất. Thì hôm nay thì mình sẽ nghiên cứu tiếp cái phần đó là các công thức tính xác suất. Trước tiên là mình nghiên cứu về cái công thức cộng xác suất này. Công thức cộng xác suất thì em nhớ cho thầy cái công thức này. Thức cộng xác suất tức là xác suất của biến cố A giao B à, xin lỗi, xác suất của biến cố A hợp B, A hợp B nó sẽ bằng xác suất của biến cố A cộng cho xác suất của biến cố B rồi trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B ha. Đấy, thì cái ví dụ là mình xem ví dụ ở trên đây. Giả sử như biến cố A của mình là xuất hiện mặt chẵn nè, biến cố B là xuất hiện mặt lớn hơn 3 nè, rồi biến cố A giao B là vừa chẵn vừa lớn hơn 3 là 46 không. Như vậy thì xác suất của biến cố A rồi A hợp B là 2456. Đấy, như vậy thì xác suất của biến cố A hợp B đó, A hợp B là nó bằng 4/6, trong khi xác suất của biến cố A từ chỗ này mình thấy nè, xác suất của biến cố A là 3/6, xác suất của biến cố B là 3/6, rồi xác suất của biến cố A hợp B là bằng 4/6, rồi đó là xác suất của biến cố A giao B là bằng 2/6. Bây giờ vậy thì nếu như em lấy hai thằng này em cộng lại và anh em trừ cho 2/6 này thì nó ra đúng là 4/6, tức là xác suất của biến cố A hợp B này. Như vậy thì ở đây mình sẽ có công thức 1.10 đó, công thức lúc nãy thầy tô ở phía trên rồi đó. Không. Đấy. Giờ ở đây mình nhắn lại, nhấn mạnh lại chính công thức này. A giao B mình có thể viết là AB viết liền được không? Cái hình minh họa của thầy này, của mình như thế này. Thì cái ví dụ 1.14 của mình đó là ở đây mình có hai vận động viên AB thi đấu nè. Xác suất A thắng là 0,8, B thắng là 0,54 và xác suất cả hai người cùng thắng là 0,48. Như thì xác suất để đội tuyển thắng ít nhất một trận. Thắng ít nhất một trận có nghĩa là A hợp B đó, xác suất của biến cố A hợp B thì bằng xác suất A cộng xác suất B trừ đi cho xác suất của biến cố A cho B. Đó là công thức cộng xác suất. Tiếp theo là cái công thức xác suất điều kiện nha. Xác suất điều kiện thì cái xác suất của biến cố A với điều kiện mà biến cố B đã xảy ra đó thì ở đây mình sẽ ký hiệu là BA xẹt B như thế này. BA xẹt B thế này. Thì cái này mình đọc là xác suất của biến cố A với điều kiện B ha, với điều kiện biến cố B nó xảy ra thì nó chính là xác suất của biến cố A giao B rồi chia cho xác suất của biến cố B. Đây công thức xác suất điều kiện này. Và có một cái số tính chất liên quan đến công thức xác suất điều kiện đó là gì? Xác suất của biến cố B với điều kiện B là bằng 1 và xác suất của biến cố chắc chắn với điều kiện B cũng bằng 1. Đồng thời là có công thức xác suất biến cố đối, tức là xác suất biến cố đối của A với điều kiện biến cố B bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A với điều kiện B, và công thức cộng xác suất trong trường hợp có điều kiện, tức là xác suất của biến cố A hợp B. Lúc nãy mình học công thức cộng là xác suất của biến cố A hợp B bằng xác suất biến cố A cộng xác suất của biến cố B trừ cho xác suất của biến cố A giao B đúng không? Thì bây giờ nếu mà có điều kiện C vô thì nó cũng tương tự như thế. Rồi, ta có cái ví dụ 1.15. Gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất giống nhau. Tính xác suất để tổng số số chấm thu được bằng sao? Biết rằng tổng đó là số chẵn.
không? Tổng số chấm thu được bằng 6, biết rằng là tổng đó là số chẵn. Thì ở đây mình gọi A là biến cố tổng số chấm thu được bằng 6 nè, B là tổng số chấm là chẵn. Thì các kết quả thuận lợi cho A đó là 1 5 nè, 2 4 3 3, 4 2 1 5 1. 2 4 với 4 2 nó khác nhau nha. 2 4 4 2 khác nhau. Ở đây là mình dùng 2 4 với 4 2, có nghĩa là cái số 2 xuất hiện trước. Của thứ nhất, con cái này nó nói là gieo hai hai con xúc xắc tương đối đồng chắc không? Vậy thì cái số 2 này là của con xúc xắc thứ nhất. Tức là con xúc xắc thứ nhất là xuất hiện mặt 2 nè. Còn con xúc xắc thứ hai mặt 4 nè. Nó khác như đây là con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4, con xúc xắc thứ hai xuất hiện mặt 2. Như vậy thì ở đây đó là mình thấy là cái xác suất của biến cố A nó là 5/36, 5/36. Còn xác suất của biến cố B đó, tổng số chấm là số chẵn. Thì các kết quả khi gieo hai con xúc xắc thì nó là 1 nè, 1 2 1 1. Rồi 1 2. Rồi 1 3. Vân vân, rồi tới 2 1 2 2 2 3 đến 2 6 không? Rồi 3 1 3 3 3 4 3 5 3 6 vân vân đến là 6 6. Đấy. Thì cái không gian mẫu omega của mình nó gồm có 36 phần tử như thế này. Đấy. Như vậy thì cái xác suất của biến cố A, biến cố B đó là tổng số chấm thu được còn chẵn là số chẵn đó. Như như 1 1 1 nè, 1 3 1 4. Thấy chưa đó? Tổng số chấm thu được là số chẵn thì ta có 1 1 nè, đúng không? Rồi 1 3 nè. Rồi 1 5. Rồi tới 2 thì nó có là 22 24 26 đúng không? 24 26. 26. Đấy. Thì đây là tổng số chấm là số chẵn. Tương tự thì 31 33 35. Rồi 42 44 46 không? Đấy. Thì tổng cộng nó có 16 kết quả. Tổng số chấm thu được là số chẵn là nó có 16 kết quả. Tức là ở đây mình có NB đó. NB nó bằng là 18 kết quả. Như vậy thì xác suất của biến cố B là 18 trên 36, và xác suất của A với điều kiện B là bằng 5 5 phần 18, đúng chưa? Để hình dung đó, thì em có thể lập một cái bảng như thế này. Đây là một mà. Trên đây em ship là 1 2 3 4 5 6 ha. 5 6. Dưới đây cũng là 1 2 3 4 5 6. Đấy. Thì những cái giao của cái dòng nào với cái dòng với cái cột tương ứng thì nó sẽ ra một cái kết quả tương ứng. Chẳng hạn như đây là 1 1 nè. 1 2 nè, 1 3 nè. Đấy. Thì tổng cộng nó có 36 kết quả như thế này. Mỗi mỗi cái kết quả mình biểu diễn bằng một chấm. Thì tổng hai lần gieo là số chẵn. Như vậy thì cả hai cái số đó đều là chẵn hết, đúng không? Hoặc là cả hai số đều lẻ hết thì cộng lại thì nó ra số chẵn. Thì tổng cộng là nó có 18 kết quả như thế. Đấy. Thì cái này em có thể kiểm tra lại. Thì đối với cái ví dụ tiếp theo là ví dụ 1.16. Một lớp chia làm 3 nhóm thực tập ha. Nhóm 1 là có 7. Nhóm 1 là có 7 nam và 5 nữ. Nhóm 2 là 6 nam 6 nữ và nhóm 3 là 5 nam 6 nữ. Bây giờ chọn ngẫu nhiên một sinh viên của lớp thì tính xác suất sinh viên đó là được chọn là nữ và thuộc ở nhóm 3. Thì cái này mình có thể tính tính trực tiếp cái biến cố này. Mình gọi A là biến cố là sinh viên được chọn là nữ. B là biến cố sinh viên được chọn là ở nhóm 3. Thì xác suất mình cần tính đó là xác suất của biến cố A giao B. A giao B tức là nó vừa là nữ và vừa thuộc với nhóm 3.
Thì cái này nếu mà mình tính trực tiếp thì nó là NA giao B đúng không? A giao B rồi chia cho N omega. NA giao B chia cho N omega. Thì cái này đó là NA giao B thì A giao B là vừa nữ và vừa nhóm 3 thì nó có 6 trường hợp. Không? Đấy. Vậy thì ở đây nó sẽ là 6 phần 35. Thì trong lớp này nó có 35 người, mình chọn có nhiều người thì có 35 trường hợp nha. Thì cái xác suất để một cái bạn chọn là nữ và nhóm 3 nó là 6 phần 35. Đây là mình tính trực tiếp. Còn bây giờ mình tính gián tiếp vào theo cái công thức xác suất điều kiện này đó. Thì mình sử dụng cái công thức này. Đây là công thức xác suất điều kiện ha. Xác suất của A với điều kiện B nó bằng xác suất của biến cố A do B chia cho xác suất của biến cố B. Đấy. Từ đó mình sẽ suy ra được cái xác suất của biến cố A giao B nó sẽ bằng xác suất của biến cố B rồi nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B. Đấy. Thì em thấy là xác suất của biến cố B, cái này là biến cố là bọn bạn sinh viên được chọn là thuộc nhóm 3. Thì mình thấy nhóm 3 là có 11 người, nhóm 3 có 11 người. Vậy thì xác suất chọn được một bạn của nhóm 3 là nó sẽ là 11 phần 35. Đúng chưa? Đấy. Còn A với điều kiện B có nghĩa là gì? A với điều kiện B có nghĩa là một một bạn được chọn là nữ với điều kiện bạn đó thuộc cái nhóm thứ ba. Như vậy thì nếu như ở em lấy cái nhóm thứ ba này ra em xét riêng thôi. Xét riêng cái nhóm thứ ba này coi là ví dụ như một mình muốn chọn một bạn thì xác suất bạn đó là nữ là gì? Là 6 phần 11, đúng không? Cho nên là cái chỗ này nó là 6 phần 11. Thì nhân với nhau thì nó sẽ ra là 6 phần 35 thì nó giống như kết quả mình tính trực tiếp ở đây. À, tiếp theo là mình nói về cái công thức nhân xác suất. Thì lúc nãy khi mà mình có cái công thức xác suất điều kiện đó thì cái công thức này là công thức xác suất điều kiện nè. Bây giờ mình nhân hai vế cho xác suất của biến cố B thì lúc này nó sẽ ra là BAB nó bằng BB nhân BA với điều kiện B. À, tức là mình được cái xác suất của biến cố A giao B bằng xác suất của biến cố B nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B. Đấy. Nhưng mà cái này mình có thể đổi vai trò của AB cho nhau thì mình sẽ được công thức phía trên đúng không? Tức là gọi là công thức nhân xác suất. Lấy ví dụ một hộp nó có 3 quả cầu trắng và 4 quả cầu đỏ. À, 3 quả cầu trắng, 7 4 quả cầu đỏ. Bây giờ mình lấy ngẫu nhiên liên tiếp không còn lại 2 quả cầu. Lưu ý là lấy ngẫu nhiên liên tiếp không còn lại 2 quả cầu nha. Rồi tính xác suất để 2 quả cầu lấy ra đều màu đỏ. Như vậy thì ở đây nó có hai biến cố. Mình gọi A là biến cố quả cầu lấy ra lần thứ nhất là màu đỏ. B là quả cầu lấy ra lần thứ hai màu đỏ. Thì ta cần tính xác suất là biến cố A do B nha. Thì cái này mình tính trực tiếp cũng được, nhưng mà mình tính theo công thức nhân xác suất thì nó sẽ như thế này. Thì thứ nhất là mình sẽ có cái xác suất của biến cố A là bằng 4 phần 7 đúng không? 4 phần 7. Đấy, thì em tưởng tượng trong cái hộp mình lúc đầu là nó có 7 quả cầu như thế này. 7 quả cầu. Ở trong đây nó có là 3 trắng. 3 trắng. 4 đỏ. Bây giờ lần đầu mình lấy ra một quả cầu màu đỏ. Lấy ra một quả đỏ. Nếu mà lấy một quả đỏ thì lúc này cái hộp của mình đó nó còn 6 quả thôi. Đúng không? 6 quả thôi. Nhưng mà nó sẽ có 3 đỏ, 3 trắng và 3 đỏ. Tại mình lấy qua một quả màu đỏ mà. Tại mình lấy ra một quả màu đỏ thì lúc này cái hộp mình nó còn 3 trắng 3 đỏ đúng không? Cái này có nghĩa là biến cố A nó xảy ra rồi. A xảy ra. Biến cố A xảy ra. Thì có nghĩa là mình lấy ra một quả trắng, một quả đỏ. Như vậy thì với cái điều kiện A xảy ra rồi đó thì mình tiếp tục lấy một quả nữa thì xác suất được quả màu đỏ là bằng 3/3/6. Cái mà mình giải thích cho cái chỗ này tại sao nó bằng 3/6. Lý do là khi mà A nó xảy ra nè. A nó xảy ra nè. Thì có nghĩa là cái hộp mình nó đã thay đổi. Tức là nó còn 3 quả trắng, 3 quả đỏ thôi.
Đấy, như vậy thì nếu như mình từ cái hộp mà có sả quả này đó, mình lấy ra thêm một quả cầu nữa thì xác suất lấy ra được quả đỏ là bằng 3 phần sả. Đúng chưa? Đấy, thì mình áp dụng công thức nhân xác suất. Áp dụng công thức nhân xác suất. Thì là mình có là xác suất của biến cố A cho B. Nó bằng là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Và thế số vô thì này là 4 phần 7 nhân cho 3 phần 6 bằng 2 phần 7. Bây giờ thế bây giờ qua cái ví dụ này, bây giờ thầy đặt một vấn đề, thầy hỏi là bây giờ lấy xác suất lấy được một trắng một đỏ, là bao nhiêu? Ai trả lời được? Bùi Thị Ngân. Dạ, em không biết ạ. Không biết. Có theo dõi bài không? Có mà chưa hiểu được. Em chưa hiểu chỗ nào, cái ví dụ này em chưa hiểu chỗ nào. Ví dụ này em hiểu chưa? Chưa ạ. Rồi bây giờ thầy phân tích kỹ cái ví dụ này lại nè. Em đọc lại cái đề cho thầy coi nghe. Một quả cua, hai quả cầu trắng với bốn quả cầu đỏ mà lấy ngẫu nhiên còn lại trong đó lấy ra hai quả cầu màu đỏ. Em đọc kỹ cái đề lên, thầy nghe em đọc thì không hiểu cái đề luôn á. Hộp có ba quả cầu màu trắng, bốn quả cầu màu đỏ, lấy ngẫu nhiên liên tiếp không còn lại hai quả cầu. Để hai quả cầu lấy ra đều màu đỏ. Rồi, cái đề này nó thiếu cái chữ tính xác suất á, tính xác suất. Em khi ghi vô thi thêm như này, tính xác suất, tính xác suất để hai quả cầu lấy ra đều màu đỏ, ha. Thế là mình tính xác suất này. Bây giờ thầy lập luận như thế này nè. Thì bây giờ cái công thức này em nhớ công thức này cho thầy ha. Thì xác suất của biến cố A giao B nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Cái này đọc là xác suất của biến cố A nè, rồi nhân cho cái này dấu nhân, ở đây nó có dấu nhân nè, cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Bây giờ trong cái hộp này nó có 7 7 quả cầu, bây giờ mình lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu đầu đầu tiên á, đầu tiên mình lấy ra một quả cầu ha, tại vì đây mình gọi A là biến cố gì, quả cầu lấy ra lần thứ nhất là màu đỏ, mình gọi A là biến cố quả cầu lấy ra lần thứ nhất màu đỏ. Như vậy thì ở trong đây là có 7 quả cầu, thấy không? Bây giờ em lấy ra một quả cầu em có mấy cái lấy, bây giờ thầy hỏi bạn Ngân nè, đây trong có 7 quả cầu phải không? Bây giờ mình giải thích câu cái này. Bây giờ chỗ này mình có 7 quả cầu, bây giờ mình em lấy ra một quả cầu thì có mấy cách lấy? Anh Ngân. Sáu Có 7 quả cầu mà em lấy ra một quả cầu thì sao mà có 6 cách lấy? bảy Ừ, 7 cách lấy, 7 cách lấy, đúng không? Đây là số 7 nè. Đó. Mà bây giờ là em lấy ra em cần quan tâm nó là màu gì? Màu màu đỏ hay màu đỏ trắng? màu đỏ Màu đỏ. Bây giờ trong đây nó có 4 quả màu đỏ, bây giờ em có mấy cách lấy mà nó có màu đỏ đây, mấy cách lấy bốn thì 4 phần 7, xác suất của biến cố A là 4 phần 7 đúng chưa? Ta hiểu chỗ này chưa? Xác suất của biến cố A biết tại sao nó 4 phần 7 chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Nếu A xảy ra, nếu biến cố A xảy ra, biến cố A xảy ra tức là điều này nè. Bây giờ cái hộp mình ban đầu là nó có 7 quả nè. Đây là 3 quả trắng, 4 quả đỏ. Đúng chưa? 3 quả trắng, 4 quả đỏ. Bây giờ nếu biến cố A xảy ra, biến cố A xảy ra có nghĩa là mình lấy ra quả cầu màu gì? Lấy ra quả cầu màu gì em?
màu đỏ Đó, lấy ra quả cầu màu đỏ thì lúc này trong cái hộp mình còn mấy quả? ba Không, còn 6 quả chứ. thế sao 6 quả, nhưng mà có 3 quả quả màu gì? màu đỏ 3 quả màu đỏ và 3 quả màu trắng. Đấy. Bây giờ lần thứ hai mình lại tiếp tục lấy ra một quả cầu nữa. Đúng không? Lần thứ hai mình tiếp tục lấy ra một quả cầu nữa. Thì xác suất cái quả cầu lấy ra lần thứ hai đó màu đỏ là bao nhiêu? Thì với điều kiện A nó sẽ ra nè. Bởi vì trong cái hộp mình có 6 quả cầu nè. Bây giờ trong cái hộp, bây giờ em quan tâm cái hộp thứ hai này nè. Cái hộp này đó là nó có 6 quả cầu đúng không? Bây giờ em lấy ra một quả cầu thì phải có 6 cách lấy không? Phải 6 cách lấy không? Nhưng mà trong quả cầu này có bao nhiêu quả đỏ? 3 quả đỏ, 3 quả trắng. Như vậy thì cái số cách lấy mà nó có màu đỏ là nó có 3. Như vậy thì xác suất để mà lấy ra được quả cầu lần thứ hai màu đỏ là bằng 3 phần 6. À, cái này mình ký hiệu là gì? Xác suất của biến cố B với điều kiện A. Đây. Đây mình có xác suất của biến cố B với điều kiện A này. À, xác suất của biến cố B với điều kiện A là chỗ này. Thấy chưa? Theo kịp chưa ạ? Đấy. Bây giờ mình lại áp dụng công thức xác suất. Áp dụng công thức xác suất nhân xác suất lúc nãy mình mới vừa học nè. Đó mình thế vô đây. Thì rõ này hết. Rõ này hết rồi. Thì bây giờ nếu mình áp dụng công thức nhân xác suất như đây thì mình này có là xác suất của biến cố A nè. Nhân xác suất của biến cố B với điều kiện A đó chưa? Xác suất của A là bằng 4 phần 7 nè. Rồi xác suất của biến cố B với điều kiện A là 3 phần 6. Thì nhân với nhau thì nó ra 2 phần 7. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy lại hỏi là em tính cho thầy là cái xác suất mà là lấy được hai hai quả khác màu. Hai quả khác màu. Đấy, bạn ngang trở lại không được thì thầy hỏi bạn khác. Đỗ Tấn Phát. Sao thầy không nghe tên bạn Phát nói gì? Đỗ Tấn Phát có mặt không ạ? Dạ có thầy. À? Rồi sao làm được không? Dạ không thầy. Không làm được. Kỳ kìa, lớp này kỳ kìa. Bây giờ em lấy ra hai quả cầu là có mấy cách lấy? Hả? Hai quả khác màu là sao em nói thầy nghe coi Phát. Dạ màu trắng với màu đỏ. Màu trắng màu đỏ. Bây giờ màu trắng màu đỏ là nó có mấy trường hợp này, Dạ thứ hai là hai. hai trường hợp là sao đó thầy nghe coi. Lần thứ nhất màu trắng, lần thứ hai màu đỏ đúng không? Dạ. Lần thứ nhất màu trắng, lần thứ hai màu đỏ. Không, lần thứ nhất màu trắng. Theo thầy gọi cái tên biến cố như thế này thì lần thứ nhất màu trắng là biến cố gì xảy ra? Ở đây thầy gọi biến cố A là gì đây, em đọc lại cho thầy nghe. Thôi hay là biến cố A là màu Biến cố A là quả cầu lấy ra lần thứ nhất màu gì? màu đỏ. Biến cố A là quả cầu lấy ra lần thứ nhất màu đỏ. Biến cố B là gì? Biến cố B là màu trắng. Quả cầu lấy ra lần thứ thứ nhất thứ hai. Biến cố B là thứ hai. Nè tôi gọi nè. Gọi A là biến cố quả cầu lấy ra lần thứ nhất màu đỏ. B là biến cố gì? Quả cầu lấy ra lần thứ hai màu đỏ. Em hiểu chưa? Hiểu cách gọi tên biến cố này chưa? Dạ rồi. Rồi, bây giờ
Hai quả cầu lấy ra khác màu là nó có hai trường hợp, tức là lần thứ nhất màu trắng, lần thứ nhất màu trắng là biến cố gì? Màu trắng có nghĩa là lần thứ nhất nó không phải màu đỏ, nó là biến cố đối của biến cố gì? Biến cố đối của biến cố A đúng chưa? Dạ. Biến cố đối của A ký hiệu là gì? Có thể là Là A ngang. Là biến cố đối của A mình ký hiệu là A ngang, mình học mình trước rồi. Cho nên thầy nói với các em đó là bây giờ cái chương trình mình học đó, nó có một tuần nó có 2 tiết à. Đấy, và thầy giảng qua 2 tiết như vậy thì em xem trực tiếp như vậy thì nó cũng chưa có ngắm đâu. Mình phải xem lại cái tài liệu. Em xem lại tài liệu rồi em làm bài tập này kia, xem cái bài tập ví dụ này kia mới hiểu cái gì đâu. Bây giờ em học qua một buổi, bây giờ thầy hỏi em biến cố đối là cái gì, bây giờ em trả lời không được rồi, chắc làm sao mà em hiểu cái bài này được không? Đấy, thì bây giờ đó là lấy được hai quả khác màu, có nghĩa là lần thứ nhất màu trắng nè, lần thứ hai màu đỏ, là mình ký hiệu thế này. Hoặc là lần thứ nhất màu đỏ, lần thứ hai màu trắng. Cái này là mình tính xác suất của biến cố này, và xác suất này bằng bao nhiêu? Đó, thì hai biến cố này nó xung khắc rồi. Trước khi mình học, nếu mà hai biến cố xung khắc thì mình có cái tính chất rồi, đó là xác suất của A ngang B cộng cho xác suất của biến cố A B ngang. Rồi bây giờ em áp dụng công thức nhân xác suất rồi tính trong trường hợp này cho thầy coi. Xác suất của biến cố A ngang B bằng gì? Thì mình áp dụng công thức nhân xác suất giống như cái công thức bên đây nè em. Giống như công thức bên đây nè em. Thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A ngang rồi nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang. Còn chỗ này triển khai ra sao? Phát nói thầy nghe coi. Phát. Dạ để em suy nghĩ đó thầy. Trời ơi. Cái xác suất này thì triển khai ra rồi nè. Rồi cái xác suất này triển khai ra giống gì là nghĩ cái gì? Cái thằng này là bây giờ em coi nè, xác suất của biến cố A ngang giao với B nó bằng xác suất của biến cố A ngang nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang. Vậy thì bên đây là làm sao? Là Xác suất của gì? xác suất B của Xác suất của biến cố biến cố này nó có hai biến cố A với B ngang, ba A với B ngang, mà A là lấy ra lần thứ nhất cho nên A xảy ra trước đúng không? Dạ. Rồi đây là mình ghi là biến cố A, rồi tiếp tục nhân cho cái gì? Ngăn cho B ngang. B ngang với gì, với điều kiện gì, xẹp gì là điều kiện nè, điều kiện gì em? Điều kiện của Đấy, A. cái này là điều kiện của A ngang thì quên, điều kiện A ngang, cái này là điều kiện của A ha. Rồi rồi bây giờ thế số vô nè. Bây giờ thế số ha, bây giờ xác suất của biến cố A là nhiêu em? Ở hại là Đây bốn vậy, 7 bốn phần bảy, vậy A ngang là nhiêu? Xác suất của biến cố A ngang phải bằng 1 trừ xác suất biến cố A không? 1 trừ 1 trừ 4 phần 7 là nhiêu em? là ra 3/7. Đúng rồi, 3 phần 7. Còn cái chỗ này tính được không? Của biến cố B với điều kiện A ngang. Rồi, em tính cái chỗ này cho thầy coi, cái chỗ này ra nhiêu? Rồi, em tính chỗ này cho thầy nha. Với điều kiện A ngang có nghĩa là gì? A ngang có nghĩa là gì em? Nhờ, suy nghĩ nè. A ngang có nghĩa là gì? Quả cầu lấy ra lần thứ nhất màu gì? A ngang xảy ra nè. A ngang xảy ra có nghĩa là quả cầu lấy ra lần thứ nhất màu gì em? Có hại là màu màu đỏ màu màu trắng hại Màu trắng, màu trắng nghe chưa?
Biến cố A có nghĩa là quả cầu lấy ra lần thứ nhất là màu đỏ, vậy thì biến cố A ngang có nghĩa là quả cầu lấy ra lần thứ nhất là màu trắng. Vậy thì trong cái hộp của mình lúc đầu là bao nhiêu? Ba trắng bốn đỏ đúng không? Bây giờ nếu mà em lấy ra màu trắng thì trong hộp vẫn còn mấy quả? Lấy ra một quả màu trắng là trong hộp rồi còn còn sáu. 6 quả. Mà 6 quả này nó là mấy đỏ mấy trắng? Dạ hư hại là hai 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 trắng bốn đỏ. 2 trắng 4 đỏ không? Vậy thì với điều kiện A ngang này xảy ra có nghĩa là trong cái hộp của mình á nó còn 2 trắng 4 đỏ, đúng chưa? 2 trắng 4 đỏ, mà bây giờ em lấy ra một quả để cái quả đó màu đỏ thì xác suất ra là nhiêu? Có hại là bằng 4/6. Đúng rồi đó, đúng rồi đó ha, 4 phần 6, đúng rồi, chính xác 4 phần 6 này. Đấy, thì ở đây là xác suất biến cố B với điều kiện A ngang là 4 phần 6, đúng chưa? Là các em có thể hiểu được cái này đúng chưa? Đó, rồi bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ xác suất của biến cố A là bao nhiêu? Chỗ này mình thế bằng nhiêu? Chỗ này mình thế bằng nhiêu nè? Hứa hại là 4/7. Cảm ơn em, đúng chính xác 4 phần 7. Bây giờ nếu mà A xảy ra có nghĩa là trong cái hộp mình còn mấy quả cầu nè? A xảy ra có nghĩa là mình lấy ra quả màu gì? Lần đầu mình lấy ra quả màu gì? Hứa hại là màu màu đỏ. Đúng rồi, nếu mà A xảy ra có nghĩa là mình lấy ra màu đỏ, vậy trong cái hộp mình nó còn mấy quả? Thứ hai là còn 6. 6 quả, mà mấy quả đỏ mấy quả trắng? Thứ hai là 3 3 trắng. 3 trắng 3 đỏ đúng chưa? Đó, bây giờ lần thứ hai mình lấy ra quả cầu là màu trắng đúng không? Bê ngang này, em thấy chỗ này chữ bê ngang không? Lấy Đã qua quả hay. cầu màu trắng, vậy thì ba đỏ ba trắng, vậy thì xác suất lấy ra được quả trắng là bao nhiêu? Được. Bao nhiêu em? Là 1/2 thầy. 1 phần 2, 3 phần 6 đó. Rồi em tính cái này cho thầy coi bao nhiêu. Tính rồi, lấy máy Hứa tính hẹn bấm rồi. là 4 4 4 phần mấy? và 4/7. 4 phần 7. 4 phần 7 hả? 4 phần 7. Rồi, chính xác. Rồi, cảm ơn em. Đấy, thì bây giờ mình phải, cái này là các em phải tìm hiểu, em làm lại cho thầy mới được, phải không? Chứ thầy hỏi tới đứa nào cũng đứa nó không biết hết thì coi như là các em không biết luôn á, thấy chưa? Rồi bây giờ một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.18 coi. Bạn giàu. Rồi, đọc cho thầy ví dụ 1.18 đi em. Thầy ví dụ 1/18, một chuồng có 5 con gà trống và 7 con gà mái. Người ta bắt ngẫu nhiên lần lượt 2 lần, một lần một con để bán, mỗi lần một con để bán. Tính xác suất: A, cả hai con đều là gà mái; B, con bắt lần thứ hai là gà mái. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi. Rồi ở đây là mình sẽ gọi A là biến cố là con gà bắt ra lần đầu gà mái ha. Con gà bắt ra lần đầu gà mái. Và B là biến cố con gà bắt ra lần thứ hai cũng gà mái luôn. Tức là mình gọi ha, cái nào không có gạch đầu là gà mái ha. Tại có gạch đầu, có gạch đầu là mình gọi là gà trống. Tại gà trống nó có cái mỏng ở trên. À, có gạch đầu. Em hiểu không em? Đấy, thì bây giờ thầy gọi vậy để cho em hình dung ra là thế này. Bây giờ là
cả hai con bắt ra gà mái, có nghĩa là cả A, AB đều xảy ra nè, thấy không? Đấy. Thì bây giờ em có là cái xác suất của biến cố A là bằng 7 phần 12 đúng không? 7 phần 12. 7 phần 12. Rồi xác suất của biến cố B với điều kiện A là 6 phần 11. Biết tại sao 6 phần 11 không? Bạn nào giải thích cho thầy nghe cái chỗ này tại sao nó 6 bằng 11 đây nè. Để coi đây. Bạn 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 nào giơ tay rồi không thấy gì vậy? Nguyễn Hữu Phước rồi, nói cho thầy nghe coi em. Tại vì lần đầu bắt hết một con ra rồi. À, mắc gà gì? À, tại vì lần lần đầu người đi bắt hai lần, mà lần đầu bắt một con gà mái ra rồi thì lần sau thì nó chỉ còn lại 6 con gà mái thôi. 6 con gà mái trong tổng số mấy con? Trong tổng số 11 con. Đúng rồi, đấy thì A xảy ra có nghĩa là cái chuồng này nó còn có 11 con mà 6 gà mái. Vậy thì xác suất bắt được gà mái là 6 phần 11, hiểu chưa? Vậy thì em đây em ghi là 6 xác suất của biến cố B với điều kiện A là 6 phần 11. Đấy. Thì bây giờ thầy hỏi thêm là ví dụ như thầy muốn tính xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang em tính được không? Em Phước cái này bao nhiêu Phước? Phước. Phước. Ủa sao không nghe? Hay sao? Nguyễn Hữu Phước. 4 phần 11 thầy. Trời ơi, nói có cho thầy biết cho em có sao 4 phần 11 em? Sao 4 phần 11? 4 phần 11 hình như không đúng nha. Nếu về điều kiện A ngang xảy ra thì có nghĩa là trong chuồng này còn mấy con? 11 con đúng rồi, nhưng mà mấy gà mái? Dạ thưa thầy là 7 con gà mái. B phải là gà mái không? Chữ B này có gà đầu đâu, thấy không? B Dạ. nè, con gà bắt ra lần thứ hai là gà mái nè, thấy không? Đấy, Dạ. vậy thì xác suất nó là nhiêu? 7 phần 11. Đúng rồi, 7 phần 11 chứ không phải 4 phần 11 nghe em. Đấy, thấy chưa? Đấy, thì B với điều kiện A là 6 phần 11, nhưng mà B với điều kiện A ngang là 7 phần 11, hiểu chưa? Dạ. Đấy, thì bây giờ thầy hỏi một bạn khác là ví dụ như là thầy muốn tính là xác suất của biến cố B với điều kiện A, B ngang với điều kiện A. Đấy, chỗ này là thầy tính sẵn cho em là B với điều kiện A nè. Bây giờ thầy muốn tính B ngang với điều kiện A, cái này bao nhiêu? Để thầy hỏi một bạn khác. Lâm Quốc Kiệt không? Lâm Quốc Kiệt có mặt không? Dạ thầy là 5 phần 11. Rồi thầy cảm ơn, rất chính xác rồi, đúng rồi. Rồi đấy, thầy hỏi ngoài lề thế để cho các em hiểu bài hơi hơn, chứ bây giờ thì cứ phân tích cái ví dụ nó có lời giải sẵn như thế này rồi, cái đầu các em cứ nhìn lướt lướt qua thôi buồn ngủ tiêu rồi đấy, cho nên là thầy phải hỏi thêm ngoài lề thế, các em phải tập trung vô học thì mới theo kịp được, mới hiểu được, chứ cái ông thầy mà nói mặt ông thầy tôi ngủ mặt tôi thì chết, thấy không? Bây giờ cả hai con bắt ra đều gà mái là thế này, là xác suất của biến cố A giao với B, đúng chưa? A giao B thì nó bằng xác suất của biến cố A nè nhân xác suất biến cố B với điều kiện A, đúng chưa? Rồi mình thế số vô vào 7 phần 22. Rồi tới đây hiểu chưa? Tới đây hiểu chỗ này chưa? À, nếu mà hiểu rồi thì thầy hỏi là thầy yêu cầu là em tính là xác suất cả hai con đều gà trống, cả hai hai con bắt ra đều gà trống. Đều là trống, đều là gà trống đó, gà trống, thấy không? Rồi mình sẽ viết như thế này đây. Đầu tiên là viết như thế nào trước cái đây, Quỳnh Phan Như Ngọc, rồi Quỳnh Phan Như Ngọc, bây giờ cái biến cố mà cả hai con bắt ra gà trống mình biết sao em? Học giờ này như buồn ngủ rồi, em không ngủ trưa gì nhỉ? Như Ngọc rồi, sao thầy nói chuyện với em mà em cứ tắt mic vậy? Dạ, em là Hình. Thì sao em mà nói chuyện với em tắt mic rồi, làm sao mà nói chuyện đây?
Hỏi đứa nào đứa đó mở mic lên nói đi cục giống kiểu mình trao đổi trên lớp chưa không, bây giờ thầy vừa nói chuyện em cái em tắt mic cái đầu thầy hỏi em lời cái nữa cái em mở mic lên tốn thời gian online mà. Rồi bây giờ thầy hỏi là xác suất cả hai con bắp gà đều là gà trống bây giờ mình biết sao, trước tiên là cách viết trước bằng cái gì? Nhớ thứ này là A ngang A ngang rồi gì nữa? cộng cho B ngang Cộng hay là về nhân? nhân Cộng gì hả? Thấy không? dạ Không, không phải nhân gì. Đó là A ngang giao với B ngang nghe chưa? Giao là dấu giao là mình khỏi viết cái dấu luôn. Viết cái dấu giao hoặc là dấu nhân hoặc là khỏi viết dấu luôn cũng được. Được chưa? Rồi bây giờ có công thức nào tính cái này không em? Đọc công thức cho thầy nghe coi. Là cái gì? Em không nhớ nữa thầy ơi. Trời ơi, công thức tôi mới áp dụng nè cô. Cô giáo ơi, cô giáo tương lai của tôi ơi. Đây, công thức mình mới áp dụng nè bạn. Thấy chưa? Xác suất của biến cố A giao B là cái gì em đọc lại lần cho thầy coi. Đọc lần lần cho thầy coi em. Nhớ này là xác suất của A do B bằng cho B. Xác suất của biến cố A Xác bằng xác suất của suất biến biến cố cố A, chữ B mình đọc là thành xác suất nha. Rồi nhân cho gì? nhân cho B. Xác suất của biến cố gì? Xác suất của biến cố B. Với điều kiện A. Rồi đọc lại lần nữa coi. Nhớ thưa thầy là xác suất của biến cố A do B bằng cho xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B. Với điều kiện gì? Cái xe này đọc là với điều kiện nè. Được chưa? Rồi bây giờ em áp dụng công thức này qua bên đây thì mình ghi sao? Nó bằng cái gì? Bằng xác suất gì em? Xác suất Xác gì? suất của A. A bằng xác suất biến cố A ngang rồi nhân cho gì em? Xác suất của biến cố B. B gì? B ngang. B ngang với điều kiện gì? Với điều kiện A A gì? ngang. A ngang rồi, đúng rồi, thế số vô. Xác suất biến cố A ngang bằng nhiêu? Xác suất biến cố A của mình là nhiêu em? Xác suất biến cố A của mình là 7/12. vậy thì xác suất của biến cố A ngang là nhiêu? Nó sẽ bằng 1 trừ xác suất biến cố A đúng không? Bằng nhiêu em? Dạ, thầy là 5/12. Rồi, chính xác 5/12. Rồi bây giờ biến cố B ngang với điều kiện A ngang. B ngang có nghĩa là lần thứ hai bắt được gà trống phải không? B ngang là lần thứ hai bắt được gà trống nè. Còn A ngang có nghĩa là lần đầu bắt gà trống. Đúng chưa? Đây. Bạn tính lúc nãy là này bằng 7 phần 11 nè, vậy thì xác suất của biến cố B ngang với điều kiện A ngang em tính nghe giùm thầy coi được nhiêu. Nhớ thầy là 4/11. Đúng rồi, 4 phần 11, được chưa? Rồi bây giờ là 4 phần cái này ra nhiêu? Ra nhiêu ta? 4 đơn giản đến 12 thì còn 1 phần 3 đó. 3 nhân 11 là nhiêu? Phải 33 không? Ở trên là nhiêu? 5/3. Đó. Thì đây là xác suất hai con gà bắt ra đều là gà trống này. Rồi thì xác suất hai con gà bắt ra đều là gà mái này. Không. Vậy thì thầy hỏi các em gì chứ là con gà bắt ra vừa một trống một mái là bằng xác suất bao nhiêu? Rồi thầy cảm ơn bạn Như Ngọc nha. Bị thầy quát hoài tỉnh ngủ chưa? Lê Thị Như Quỳnh đi. Lê Thị Như Quỳnh. Như Quỳnh ơi. Dạ. Bây giờ em theo dõi bài em theo kịp không? Mới đầu em không hiểu cái Bây giờ hơi chậm lên thì hiểu rồi phải không? Bây giờ xác suất hai con bắt ra gà mái là nhiêu? Hai con bắt ra được gà mái là nhiêu? xác suất hai con được. Hai con được gà mái là nhiêu? Tính rồi đây. 7/22. Xác suất hai con bắt ra được gà trống là nhiêu? 5/33. Nhiêu thì xác suất hai con bắt ra một trống một mái là nhiêu?
Đồng ý không? Em suy nghĩ đi, cuối giờ em trả lời cho thầy. Thầy nhớ tên em đấy, là Lê Thị Như Quỳnh phải không? Em có in tài liệu này ra chưa Như Quỳnh? Sao không in đi, in ra đang dễ xem. Nghe chưa? Em đang trên quê hay là ở trường? Dạ em đang ở nhà. Ở nhà, gần nhà chắc không có máy in. Tranh thủ in tài liệu ra dễ học nha các em. Còn nếu mà không có in ra thì phải có cái laptop. Mở lên ra thì mình phải có cái laptop mới được. Học cũng dễ. Rồi. Rồi tới giờ. Thôi được rồi, thầy cảm ơn em. Bây giờ là tiếp tục là con gà bắt ra lần thứ hai là gà mái nè. Đấy, con gà bắt ra lần thứ hai gà mái. Tức là mình có công thức là biến cố B là con gà bắt ra lần thứ hai gà mái, đúng không? Thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp là AB cộng cho A ngang B, đúng không? Tức là nó xảy ra hai trường hợp là con thứ nhất gà mái và con thứ hai cũng gà mái, hoặc là con thứ nhất gà trống con thứ hai gà mái, đúng chưa? Đấy, và bây giờ mình tính xác suất biến cố B thì mình sẽ tính tổng xác suất của hai biến cố này. Đấy, thì biến cố này nó mình tính rồi nè, đúng không? Là 7/10 22 nè. Còn cái này thì mình thế vô mình tính tiếp nữa, thấy không? Thì nó ra 7/12. Đấy, thì 7/12 là xác suất biến cố B nó bằng xác suất biến cố A luôn. Tại sao? Thì đây là cái công thức nhân xác suất cho hai biến cố mà các em gặp là các em nó còn còn hơi gối như thế này. Thầy đề nghị là chúng ta khi mà học xong buổi này rồi chúng ta nên xem lại cái video thầy up lên ha. Có xem video thầy up lên YouTube không? Nhớ xem và like giùm thầy ha. Thấy subscribe kênh gì hết. Rồi. Bây giờ đây là xác suất hai con gà bắt ra lần thứ hai gà mái nè, là 7/12. Thì em thấy là cái xác suất này nó sẽ không phụ thuộc vào thứ tự bắt ra, tức là bắt ra là thứ nhất, bắt ra là thứ hai, xác suất nó đều bằng 7/12 hết rồi, đúng không? Đấy. Giống như bài toán bắt thăm của mình đó em, bài toán đó bắt thăm trước bắt thăm sau gì xác suất trúng thăm nó đều như nhau hết. Đấy. Thì cái công thức tiếp theo đó là công thức nhân xác suất tổng quát nè, thấy không? Cho n biến cố a1 a2 đến an thì xác suất của biến cố A1 giao A2 giao nhân dân đến AN nó bằng xác suất của biến cố A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1 A2 rồi nhân vân vân cho xác suất của biến cố AN với điều kiện A1 A2 đến AN trừ 1. Công thức mình đọc là công thức 1.13 phải không? Rồi, đây là công thức nhân xác suất. Thì ở đây nó có một cái ví dụ, đó là cái sơ đồ hộp Bollea. Hộp Bollea này các em tham khảo thêm nhìn thầy đi, nó hơi phức tạp rồi. Khi thầy nói đây nó hết giờ. Bây giờ có ví dụ 1.20 này. 1.20 là các em đọc nhìn thầy. Một bạn đọc cho thầy cái đề một ví dụ 1.20 này. Lê Thị Kim Minh có mặt không em? Lê Thị Kim Minh đâu rồi? Dạ nghe rồi. Em đọc cái đề gì này coi. Chiều 1.20. Một lô hàng có 9 sản phẩm giống nhau. Mỗi lần kiểm tra người ta chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Kiểm tra xong sản phẩm là lô hàng tính xác suất để sau 3 lần kiểm tra 9 sản phẩm đều được kiểm tra. Rồi ở đây thì mình sẽ kiểm tra 3 lần ha. Mỗi lần 3 sản phẩm. Mình kiểm tra 3 lần mỗi lần 3 sản phẩm. Thì yêu cầu đề bài là mình kiểm tra này là xong rồi, mỗi lần kiểm tra đó mình lấy ra 3 sản phẩm kiểm tra xong mình trả lại lô hàng. Thấy không? Trả lô hàng sau đó mình lại tiếp tục lấy ra 3 sản phẩm cho lần kiểm tra tiếp theo. Đấy.
Thì yêu cầu là mình kiểm tra như thế thì tính xác suất là sau 3 lần kiểm tra thì chính sản phẩm này thì được kiểm tra. Thì để giải bài này đó thì đầu tiên là mình sẽ gọi tên biến cố như thế này nha. Gọi AI là biến cố làm kiểm tra thứ y gặp toàn sản phẩm mới, tức là sản phẩm chưa được kiểm tra. Thì xác suất mình cần tính tức là xác suất của biến cố A1, A2 giao với A3, ba biến cố này giao nhau này. Đấy, thì ta có xác suất của biến cố A1 là bằng 1 phải không? Rồi xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 là bằng 5/21. Đấy, tức là nó bằng là C6, C36 chia cho C39. Rồi bạn giải thích như cái này dùm thầy. C36 thì chia C39 là sao? Một bạn giải thích như này dùm thầy. Lê Chánh Định giải thích này dùm thầy. Thầy thầy giúp lên cho em xem cái ví dụ được không hả? Dụ lên đây. Dạ thưa thầy, là ban đầu người ta chọn có nhiên ba sản phẩm là C39, là cái N có A. Thì dạ. Chọn 3 sản phẩm trong 9 sản phẩm thì số các chọn là C39 đúng chưa? Dạ. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi lấy ra 3 thằng còn lại xong thì còn 6 thằng thì nó kêu là tính xác suất để sau 3 lần kiểm tra. Thì là thầy muốn em giải thích cái công thức này nè, giải thích là tại sao cái này nó bằng C36 chia C39 nè, em giải thích được không? Lê Tuấn Khoa nói cho thầy nghe coi. Dạ thưa thầy, cái C39 là cái điều kiện của A1, còn C36 là của A2, là bởi vì người ta yêu cầu là phải lấy toàn kiểm tra được hết tất cả sản phẩm. Thì sau khi kiểm tra A1 mình đã có 3 sản phẩm kiểm tra rồi, thì chúng ta còn 6 sản phẩm chưa kiểm tra, thì ở lần kiểm tra 2 chúng ta có thể lấy 3 trong 6 sản phẩm đó để kiểm tra. Thì để cho cái A2 này đó là sản phẩm kiểm tra toàn là sản phẩm mới. Thì khi mà em lấy 3 sản phẩm em kiểm tra rồi, cũng là A1 sẽ ra chỗ này là cái giải thích luôn nè các em. Giải thích luôn nè. Tức là khi mà em A1 nó sẽ ra, có nghĩa là mình đã lấy 3 sản phẩm mình kiểm tra rồi, mình thảy lại cái lô hàng lại. Mình thảy vô cái lô hàng lại đúng không? Thảy vô lô hàng thì có nghĩa là gì? Trong cái lô hàng này tính chất nó đã thay đổi rồi. Nó thay đổi rồi có nghĩa là nó có 6 sản phẩm chưa được kiểm tra và 3 sản phẩm đã kiểm tra rồi. Tức là nó có cũng có tổng cộng 9 sản phẩm, nhưng mà có 6 sản phẩm chưa được kiểm tra thôi. Nhưng mà cái ý của cái biến cố A2 này á, cái A2 có nghĩa là cái lần kiểm tra thứ hai mình cũng phải gặp toàn bộ sản phẩm mà chưa, cái 3 sản phẩm này mình lấy ra đó là toàn bộ những sản phẩm chưa được kiểm tra. Đấy. Thì trong cái lô hàng mình khi mà A1 xảy ra rồi đó, có nghĩa là trong cái lô hàng mình nó chỉ có 6 sản phẩm chưa được kiểm tra thôi, còn 3 sản phẩm đã kiểm tra rồi đúng không? Vậy thì mình phải lấy 3 sản phẩm trong số 6 sản phẩm chưa được kiểm tra này. Lấy 3 sản phẩm trong số 6 sản phẩm chưa được kiểm tra, tức là C36. Trong tổng số nè, trong tổng số số cái lấy 3 sản phẩm trong 9 sản phẩm thì nó sẽ có C39. Như vậy thì xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 là bằng 5/21. Và tương tự như vậy thì nếu như A1, A2 xảy ra, A1, A2 xảy ra có nghĩa là mình kiểm tra đã kiểm tra đúng 6 sản phẩm rồi. Và 6 sản phẩm này mình đã đẩy vô lô hàng lại thì có nghĩa là trong cái lô hàng này nó vẫn có 9 sản phẩm đúng không? Nó có 9 sản phẩm. Có 9 sản phẩm nhưng mà nó có 3 sản phẩm chưa được kiểm tra thôi, còn 6 sản phẩm là đã kiểm tra rồi. Như vậy thì để mình lấy ra đúng 3 sản phẩm chưa được kiểm tra này đó thì mình lấy số 3 sản phẩm trong số 3 sản phẩm chưa được kiểm tra, tức là C33 nó bằng 1. Và chia cho tổng số cái lấy 3 sản phẩm trong 9 sản phẩm là C39, đúng không? Thì nó bằng 1/84. Và do đó mình áp dụng công thức nhân xác suất cho trường hợp nhiều biến cố. Thì lúc này nó sẽ bằng cái gì? Xác suất của biến cố A1 và nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 và nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1, A2.
và thấy số vào mình được kết quả như thế này. Đấy, thì ở trong cái bài tập mình cũng có cái câu hỏi như tương tự như thế này. Câu hỏi tương tự là bây giờ mình có 9 tấm giấy số. Bây giờ là một cái bài tập tương tự là mình có 9 tấm giấy số ha. Thầy đọc cho các em ghi lại thầy coi bây giờ có 9 tấm giấy số. Có 9 tấm vé. Và trong đó có 3 vé trúng. Có 3 vé trúng thưởng. À, 9 tấm mà nó có 3 tấm vé trúng. Vậy thì còn 6 vé không trúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ chia đều cái 3 tấm 9 tấm này cho 3 người. Cho 3 người. À, bây giờ thì khi mà em chia ngẫu nhiên cho ba người thì nó xảy ra trường hợp là có người trúng có người không, đúng không? Có người trúng có người không. Nhưng mà bây giờ yêu cầu là tính xác suất cả ba người đều có vé trúng. Đó, thì ở đây mình làm giống như cái bài này đó. Thì bây giờ là mình cũng đặt biến cố là ví dụ như mình chia lần lượt cho ba người, lần lượt có nghĩa là người trước, người sau, người giữa, đúng không? Thì mình sẽ đặt biến cố AI là người thứ y là được ba, được đúng một vé trúng thưởng. Thì để cả ba người đều trúng thưởng hết thì bắt buộc là mỗi người có hai vé trúng, hai vé trạc và một vé trúng, đúng không? Đấy, thì mình sẽ đặt AI là biến cố là người thứ y có đúng một vé trúng. Người thứ y có đúng một vé trúng. Thì bây giờ em hãy tính xác suất của biến cố A1 là bao nhiêu nè. Rồi A2 với điều kiện A1 là bao nhiêu nè. Với điều kiện A1 và A32 với điều kiện A1, A2 là bao nhiêu. Đấy. Thì em hãy tính được mấy cái đó. Em hiểu chưa? Đấy. Thì bây giờ em thử em làm cái bài tập thầy cho như thế này coi làm được không. Thì đó là một cái ví dụ thầy đưa thêm để mà cho các em vận động não bộ. Chứ bây giờ mình học sư phạm rồi, mình học sư phạm rồi, bây giờ mà sau này mình ra mình dạy học trò đầu óc mình đang ngại, nhanh ngại lên học trò nó hỏi bài toán khó mình nhanh ngại lên trả lời được gì. Em không có rèn luyện cái đầu óc em cho nó nhanh ngại lên thì làm sao xử lý tình huống của trò. Nhưng các bạn là quản lý tài nguyên môi trường thì cũng phải học nó đàng hoàng chứ không. Bây giờ thì chưa hỏi bạn nào ở tài nguyên môi trường quản lý rừng. Rồi bây giờ các em đọc cho thầy cái ví dụ 1.21. Phạm Hồng Khang nè. Dạ em đây. Rồi em đọc cho thầy ví dụ này. À, ví dụ 1.21, để chọn ứng cử viên cho chức tổng giám đốc điều hành công ty, tuyển chọn thí sinh qua 3 dòng. Dòng thứ nhất lấy 70% thí sinh, dòng thứ hai lấy 50% thí sinh đã qua dòng thứ nhất, và dòng thứ ba là lấy 20% thí sinh đã qua dòng thứ hai. Để trở thành ứng cử viên, thí sinh phải vượt qua cả 3 dòng thi, tính xác suất một thí sinh bất kỳ. A là được trở thành ứng cử viên chức tổng giám đốc, B là bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Rồi thầy cảm ơn. Thì ở đây là mình cũng gọi AI là biến cố là thí sinh qua vòng thứ y. Để nó trở thành ứng cử viên trong tổng giám đốc thì nó phải qua ba vòng, vòng 1, vòng 2, vòng 3. Tức là mình gọi A1 là thí sinh thi qua vòng 1. A2 là thí sinh qua vòng thứ hai và A3 là thí sinh qua vòng thứ ba, phải không? Vậy thì mình gọi như thế này là ba biến cố luôn rồi, các ba biến cố luôn rồi. Thế bây giờ mình sẽ tính xác suất của biến cố A1. A1 là xác suất nó cho rồi, các xác suất nó cho rồi, thấy không? A1 là cho rồi. Rồi A2 với điều kiện A1 là 0.5, phải không? Để nó cho rồi luôn. Và A3 với điều kiện A1, A2 là nó cũng cho rồi luôn. Vậy thì xác suất của biến cố A tức là xác suất mà để trở thành ứng cử viên chức tổng giám đốc nè, thì nó chính là xác suất của biến cố A1 giao với A2 giao với A3, tức là tích của ba biến cố, không? Thì ở đây nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1, rồi nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1, A2.
cái này đề nó cho hết rồi em, thế vô thì cái gì nó ra không không phẩy không bảy, không phẩy không bảy nha. Đó, thì còn ở câu B đó, câu B này nó gọi là bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại, thấy không? À, thí sinh này được chọn là gì, biến cố A là được chọn là không phải không bảy như vậy, thì mình từ đây mình sẽ suy ra được cái xác suất bị loại là bằng 0,93 đó, tức là 1 trừ 0,07, 1 trừ 0,07 là 0,93. Và đề bài nó yêu cầu là tính xác suất thí sinh này bị loại ở vòng thứ hai, bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại, biết rằng, thì khi mà em gặp bài toán xác suất mà nó có chữ biết rằng này đó em, biết rằng thì có nghĩa là mình tính xác suất điều kiện, nhớ chưa? Mình tính xác suất điều kiện. Ở đây là xác suất của biến cố A ngang là mình đã có rồi nè. Đấy, bằng 0,93 nè. Bây giờ mình cần tính xác suất điều kiện là bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Thấy không? Bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Thì ở đây thì em thấy là cái biết rằng là điều kiện rồi đúng không? Đó. Thì bị loại vòng thứ hai có nghĩa là sao? Có nghĩa là vòng thứ hai nó rớt nhưng mà vòng thứ nhất nó đậu, đúng không? Đấy, bị loại vòng thứ hai có nghĩa là vòng thứ hai nó rớt nhưng mà nó đã qua vòng thứ nhất rồi. Thì ở đây mình sẽ áp dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố thì nó ra chỗ này, đúng không? Còn chỗ này là xác suất của biến cố A ngang thì đưa qua đây. Đấy, thì bây giờ ở đây là xác suất của biến cố A1 là bằng 0,7 đề cho. Xác suất của biến cố A1 này là 0,7 là đề cho. Còn A2 ngang với điều kiện A1 thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1. Đúng không? A2 với điều kiện A1. Đấy. A2 với điều kiện A1 ở trên đây của mình nó bằng 0,5 đúng không? A2 với điều kiện A1 ở chỗ này nó bằng 0,5 rồi đúng không? Vậy thì biến cố đối của nó tức là A2 ngang với điều kiện A1 cũng bằng 0,5. Vậy thì chỗ này mình được là 0,35 ha. 0,35. Rồi chia cho 0,93 để ra được số này. Đấy. Đây, bây giờ thầy lại hỏi em là cái này có nghĩa là một một bạn là cũng tham gia ứng ứng tuyển vô cái chỗ này, là bạn về bạn nói là bạn bị lỗi rồi, bị lỗi rồi, thấy không? Chứ là không được vô cái số 7% của những người là ứng cử viên chức tổng giám đốc này. Đấy, thì bây giờ bạn nói là bạn bị lỗi rồi, bây giờ tính xác suất rồi bạn bị lỗi vòng thứ nhất này có 3 vòng thôi ha. Bây giờ em tính cho thầy là xác suất rồi bị lỗi ở vòng thứ nhất, biết rằng thí sinh này bị lỗi bằng bao nhiêu, xác suất thí sinh này bị lỗi ở vòng thứ ba, biết rằng thí sinh này bị lỗi là bao nhiêu, được không em? Cái này em tính được không? Đây thầy hỏi rồi. Nguyễn Thị Thùy Dương. Nguyễn Thanh Phong đi. Bạn Thùy Dương này trời cơ hội sao? Nguyễn Thanh Phong nói thầy coi là tại sao vậy? Dạ thưa thầy là xác suất bị lỗi ở dòng thứ nhất là 10/31. Tính sao ra 10/31 em? Là cái này nó phải bằng b của a một ngang đúng không, rồi chia cho ba ngang đúng không, ba một ngang là nhiêu em? Dạ hay là 0,3, 0,3, 0,93 đúng không? Dạ. Rồi sao nữa? Cái này bằng 10/31 hả? Dạ. 10/31 là em tính thành số thập phân cho thầy coi, để so sánh với cái này coi nó lớn được không? Dạ hay là 0,3225. Thì cái này là 0,37. Như vậy thì nếu như mà một thí sinh mà đi thi về mà báo là bị lỗi thì mình sẽ dự đoán xem là ông này ông thi bị lỗi ở vòng thứ mấy. Được không? Bị lỗi vòng thứ hai hay bị lỗi vòng thứ ba hay là bị lỗi vòng thứ nhất, thì em phải tính cái này ra nữa, em so sánh ba con số này nhau, không? Thì tính xác suất bị lỗi vòng thứ ba thì thầy coi ai nói gì thầy,
Thì Dương rồi. Nói được không? Thì đang dạy chứ. Dạ em nghe thầy ơi. Thì kêu rồi phải trả lời cho thầy liền chứ. Chậm quá vậy. Dạ xác suất là 80/93. 80/93 tính ra số thập phân giùm thầy luôn. Dạ thầy là 0,86. 0,86 là sai mất tiêu rồi. Có bạn nào tính không? Bạn nào tính rồi? Bạn Nguyễn Thị Ngọc Quyên. Dạ em tính chưa ra được thầy ơi. Chưa ra được hả? Bây giờ thầy hướng dẫn đây nè. Bị loại ở vòng thứ 3 là có phải là nó đã qua vòng thứ nhất và vòng thứ hai không em? Phải không? Nó có qua vòng thứ nhất và vòng thứ hai đúng không? À, tức là nó phải qua được cái vòng thứ nhất nè, nó qua được cái vòng thứ hai và chỉ có vòng thứ ba nó bị kéo chân lại thôi. Đấy. Rồi chỗ này là vẫn là BA nha. Rồi bây giờ thì gợi ý vậy là em là cho thầy đáp án nha. Để đi coi coi các bạn ra đáp án không. Lê Chánh Định. Rồi thì Dương nói đi. Thì Dương nói đi, bây giờ tính sao? Dạ thưa thầy là qua được vòng thứ nhất và vòng thứ hai thì là 0,7 và 0,5. Nhân cho 0,8 là vòng thứ 3 là bị loại, chia cho 0,93 là ra bằng 0,301. Mất tiêu luôn rồi. Thì ghi dưới đây đi. Thì nó sẽ là 0,7 nhân cho 0,8 rồi nhân cho 0,8 tiếp hả? Chia cho 0,93. Chỗ này là 0,5 chứ là 0,5. Rồi ra nhiêu em? Dạ thầy là 0,301. 301 rồi đúng rồi à, hợp lý rồi đó. Thì em thấy là nếu như một bạn của mình mà nó đi vô nó dự tuyển đây xong rồi về nó buồn thiêu cái mặt nó tôi bị rớt rồi thì mình sẽ dự đoán xem là nó rớt cái dòng máy nha à, khả năng nó rớt cái dòng 2 là 37%, khả năng nó rớt ở dòng thứ nhất là 32% và khả năng nó rớt dòng thứ ba là 30%. Vì mình thấy là nhiều khả năng nhất là rớt vòng thứ hai đúng không? Nhiều khả năng nhất là rớt vòng thứ hai. Đấy, mình sẽ dự đoán là bạn này có khả năng là bị rớt vòng thứ hai. Đúng chưa? Đấy, thì qua cái ví dụ này đó thì em thấy được cái công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố không? Nhân xác suất cho nhiều biến cố. Rồi. Còn cái ví dụ tiếp theo cũng giống như là ứng cử viên chức tổng giám đốc rồi. Nhưng mà cái này là thí sinh, nó không phải là người mà nó là sâu. Thấy không? Để dập mà tác nạn dịch sâu hại lúa nè. Người ta tiến hành phun thuốc trên 3 lần liên tiếp trong một tuần nè. Thấy không? Xác suất sâu chết ở lần phun đầu là 0,5. Vậy thì nó chết ở lần phun đầu 0,5 nghĩa là nó sống ở lần phun đầu là 0,5 luôn. Đấy. Nếu sâu sống sót thì khả năng chết ở lần thứ hai là 0,7. Thấy không? Vì thì sống ở lần thứ hai với điều kiện nó sống lần thứ nhất là sẽ là 0,3. Tương tự như vậy thì ở đây mình kêu tính xác suất sâu chết sau đợt phun thuốc, có nghĩa là thí sinh sâu này đã bị loại sau 3 lần thử thách đúng không, giống như cái bài trên đây thôi. Thì các em tham khảo thêm như này. Công thức nhân xác suất thì nó chia làm hai trường hợp các em, trường hợp cho biến cố bình thường và trường hợp hai biến cố độc lập. Và hai biến cố độc lập thì chỗ này là nó lúc nãy của mình chỗ này là nó sẽ là cái gì, nó sẽ là BB với điều kiện A đúng không, cái này nó BB với sẹt B sẹt A. Công thức cái chơi lúc nãy chỗ này nó phải là BB sẹt A đấy. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp độc lập thì mình thấy là việc xảy ra của biến cố A nó không ảnh hưởng đến xác suất của biến cố B, và ngược lại việc xảy ra của biến cố B nó không ảnh hưởng đến xác suất của biến cố A. Thì lúc này mình nói ra hai biến cố nó gọi là độc đó nha, độc lập nha. Độc lập có nghĩa là việc xảy ra của thằng này nó không ảnh hưởng đến thằng kia đó, rồi ngược lại. Và nếu mà hai biến cố độc lập thì xác suất của biến cố tích nó bằng tích xác suất của biến cố tích nó bằng tích xác suất. Thì em có thể thấy được cái sự độc lập của các biến cố thông qua các cái ví dụ mà cái câu hỏi của ở trong cái đề đó. Thấy không? Thì em thấy cái ví dụ này nè, có hai hộp đựng các quả cầu, hộp 1 5 quả cầu xanh và 3 quả cầu đỏ, hộp 2 đựng 2 quả cầu xanh và 8 quả cầu đỏ,
từ mỗi hộp mình lấy ra một quả cầu đúng không? Từ mỗi hộp lấy ra một quả cầu. Phải không? Vậy thì việc lấy ra quả cầu ở hộp một mà nó màu xanh màu đỏ gì đó nó không ảnh hưởng đến kết quả của cái quả cầu lấy ở hộp hai. Rõ ràng đây là hai biến cố độc lập đúng không? Đấy. Thì ở đây đó mình gọi tên biến cố là như thế này. Gọi AI là quả cầu lấy ra từ hộp thứ y màu xanh. Ở đây có hai hộp vậy thì y một hai. Đấy. Vậy thì cái quả cầu mà lấy ra từ hộp 1 màu xanh xác suất bằng 5/8. Xác suất bằng 5/8. Thấy không? Tại cái hộp 1 này là nó có 8 quả cầu kìa. Đúng không? Hộp 1 có 8 quả cầu mà nó có 5 quả cầu màu xanh. Vậy thì xác suất để lấy một cái quả cầu từ hộp thứ nhất ra màu xanh là 5/8. À, tương tự vậy thì xác suất quả cầu lấy ra từ hộp thứ hai màu xanh là 2/8. Tại vì cái hộp thứ hai này nó có hai quả cầu xanh và 6 quả cầu đỏ, tức là nó có 8 quả cầu. À. Như vậy thì mình sẽ được là hai cái biến cố A1, A2 này nó độc lập nha. Vậy thì xác suất hai quả cùng màu xanh, giống như bài toán lúc nãy mà mình bắt hai con gà mái đó cùng mà cùng giới tính đó, thấy không? Bây giờ nó cùng màu xanh là thế này. Như vậy thì xác suất hai hai quả cùng màu đỏ là mình ghi sao em? Hai quả cùng màu đỏ. À, xác suất hai quả cùng màu đỏ. Cùng màu đỏ. Hai quả cùng màu đỏ tức là B gì đây? A1 ngang A2 ngang. À, xác suất này bằng nhiêu đây? À, một bạn tính giùm thầy coi. Để gọi tên bạn Võ Trọng Khiêm nữa. Võ Trọng Khiêm có mặt không em? À, bây giờ em nói cho thầy coi cái này là bằng gì? Chuyển hai công thức về trước hay em? Nó sẽ bằng gì? B gì? B A1 ngang. Thôi Trọng Khiêm xuống đi. Hả? Tiếp theo là gì? BA2 ngang rồi, được rồi. Rồi bây giờ thấy số vô coi. BA1 ngang bao nhiêu em? Sao thầy không nghe tiếng nói của em vậy? Cái mic của em như nó bị hư rồi vậy á. BA1 ngang là nhiêu em? 3/8. 3/8 rồi. BA2 ngang là nhiêu em? 3 bằng 4 là 6/8 đúng không? 3 4 đúng rồi. Rồi đúng rồi đó, bây giờ em tính nghe cho thầy cái này ra nhiêu? Thầy ra 9/32. 9/32. Chính xác. Thế thì xác suất hai quả màu cùng màu xanh, hai quả cùng màu đỏ. Bây giờ người ta không thích hỏi gì, người ta hỏi là cùng màu, hai quả lấy ra cùng màu là dưới đây phải không? Hai quả cùng màu lấy ra này. Và người ta hỏi là hai quả lấy ra khác màu đúng không? Đấy thì em phải trả lời được, đấy không? Đấy là cái công thức nhân xác suất cho trường hợp hai biến cố độc lập. Còn cái công thức tiếp theo đó là cái công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố độc lập, phải không? Thì cái phần này các em đọc tài liệu giùm thầy, tức là đọc cho thầy là coi định nghĩa n biến cố độc lập, đọc kỹ cho thầy, không đọc kỹ coi mình có thể có khả năng mình lĩnh hội được không, kiến thức không, à, thử thách các em. Thì cái này là nào biến cố độc lập, là công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố độc lập, phải không? Đấy. Rồi công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố độc lập thì cái vận dụng ví dụ ở chỗ này, bây giờ mình phân tích ví dụ này nữa mình nghĩ nha. Tại bây giờ là bây giờ các em bây giờ học nó hơi hơi yếu rồi, biết sao vậy phải không? Thì tính thì bữa nay mình sẽ đi hết cái công thức cái xác suất luôn, nhưng mà bây giờ yếu rồi, thôi bây giờ mình cái công thức xác suất đầy đủ thì thầy sẽ ghi hình vào video đưa lên, và bắt buộc cái bài trắc nghiệm số 2 của em là cũng phải có công thức xác suất đầy đủ, không em phải coi cái file ghi hình đó để mà làm nha. Rồi à, bây giờ một bạn đọc cho thầy cái ví dụ 1.24 này. 1.24 rồi. Trương Thị Cẩm Giang. Dạ. À, đọc cho thầy ví dụ này đi em. Ví dụ 1.24,
Trong một đội tuyển có 3 vận động viên A, B và C thi đấu với xác suất thắng trận lần lượt là 0,6, 0,7 và 0,8. Giả sử mỗi người thi đấu một trận độc lập nhau, tính xác suất để A, đội tuyển thắng ít nhất một trận, B, A thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận. Rồi, thầy cảm ơn. Đấy, thì bây giờ ở đây mình sẽ gọi tên các biến cố như thế này các em. À, gọi tên biến cố như thế này, gọi A là biến cố vận động viên A thắng, B là biến cố vận động viên B thắng và C là biến cố vận động viên C thắng. Thì theo đề bài thì xác suất của biến cố A là bằng 0,6 nữa. Xác suất biến cố A là 0,6 nè. B là 0,7 và C là 0,8. Đúng chưa? Đấy, và A, B, C độc lập nhau. Thì em thấy cái cụm từ là mỗi người thi đấu một trận độc lập nhau, có chữ độc lập. Đúng không? Đấy, thì ở đây mình sẽ được 3 biến cố A, B, C độc lập. Và ba biến cố ABC độc lập thì xác suất của tích nó sẽ bằng tích xác suất. Xác suất của tích là xác suất của giao của ba biến cố thôi, gọi là xác suất của tích. Thấy không? Thì ở đây câu A nó yêu cầu là tính xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận ha. Thắng ít nhất một trận. Thắng ít nhất một trận. Thì mình lấy biến cố đối của nó là không thắng trận nào ha. Biến cố đối của nó là biến cố không thắng trận nào. Mà không thắng trận nào có nghĩa là A thua, B thua, C thua hết, là ba thằng đều thua hết đúng không? Đây là ba biến cố này. Nhưng mà ba biến cố A, B, C độc lập cho nên là A ngang, B ngang, C ngang cũng độc lập đấy. Và nếu mà ba biến cố này độc lập thì xác suất của tích nó sẽ bằng tích xác suất. Không? Rồi mình thế số vô nè. A là 0,6 thì A ngang là 0,4. B là 0,7 thì B ngang là 0,3. Xác suất của biến cố C là 0,8 thì xác suất C ngang là bằng 0,2. Và 1 trừ cho tích của ba thằng này là 0,976. Rồi gọi E ở câu B đó là nó tính là xác suất A thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận đúng không? Mình gọi E là biến cố đội tuyển thắng 2 trận. Thì xác suất của biến cố E là thế này. Thắng 2 trận thì nó sẽ ra trường hợp là A thắng, B thắng, C thua đúng không? Hoặc là A thắng, B thua, C thắng. Hoặc là A thua, B, C thắng. Nó có ba trường hợp này, mà mỗi trường hợp đó là nó lại tích của ba biến cố và ba biến cố này nó độc lập, cho nên là mình triển khai ra thì bằng xác suất của từng biến cố không nhân với nhau rồi sau đó cộng lại từng nhóm lại thì mình thế số vô mình cộng lại thì nó ra được 452. Và cái yêu cầu của đề bài không phải là cái số 452 này, mà nó yêu cầu là cái gì? A thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận. Thì em thấy có cụm từ là gì? Trong trường hợp không? Trong trường hợp ha, trong trường hợp, thấy cái cụm từ trong trường hợp này ở đâu à? Phải xóa mực mới được. Cái chữ trong trường hợp này đó là nó chính là xác suất điều kiện, cái điều kiện ha. Vậy thì em gặp cho cái chữ trường hợp, trong trường hợp này đó, thì có nghĩa là mình phải tính xác suất điều kiện. Thì ở chỗ cái câu này đó là xác suất A thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận, tức là xác suất của biến cố A ngang với điều kiện E. Mà A ngang thì nó chỉ xảy ra A ngang mà nó giao với E đó thì nó chính là A ngang BC. Đấy không? Tức là A thua và cái đội tuyển thắng 2 trận, có nghĩa là A thua BC phải thắng. Đấy, và cái chỗ này mình thế số vô phải không? Thì các cái ví dụ tiếp theo đó là các em tự xem giùm thầy ha. Tự xem giùm thầy về cái công thức nhân xác suất này. Nó có nhiều ví dụ, mình cố gắng mình xem kỹ ví dụ giùm thầy ha. Và cái bài trắc nghiệm số 2 là nó có bao gồm luôn cái công thức nhân xác suất này, cả các ví dụ liên quan công thức xin lỗi công thức xác suất đầy đủ này luôn. Nhưng mà tại vì bây giờ mình hết giờ rồi, cho nên là thầy sẽ cung cấp thêm cho các em một cái video hướng dẫn về cái công thức xác suất đầy đủ này. Đồng thời là thầy sẽ gỡ cho em một cái bài test ở trên cái hệ thống của người ta. Một cái bài trắc nghiệm số 2. Lưu ý ha, trắc nghiệm số 1 là mình có điểm rồi đó. Thì tại sao thầy sử dụng cái quota này làm để cho các em tham gia vào? Thì cái cô hô ta này đó là để cho các em lên đây em lấy tài liệu rồi em xem cái video bài giảng
rồi em làm một cái bài cái trắc nghiệm hàng tuần, đúng không? Làm bài trắc nghiệm hàng tuần để chi? Để cho em học được cái em có khả năng em vận dụng liền, em làm bài tập liền, nó sẽ nhớ nhớ bài hơn là cái chúng ta không làm gì cả, không làm gì cả và cuối tuần sau chúng ta lại lên lớp học là chúng ta sẽ không biết gì hết, không? Cho nên là bắt buộc là mình phải tham gia hệ thống cô hô ta này để là thì thấy ở đây nó có một bạn là chưa nhận là mời tham gia khóa học của thầy, không? Đó là bạn Trần Thị Nguyên. Bạn Trần Thị Nguyên này là lớp SH, không? Lớp SH thì bạn này có thể là học học lại á, cho nên là rất khó liên lạc. Thế thì chờ sau này bạn bạn các bạn liên lạc là mà bị lỡ mấy bài kiểm tra hàng tuần nữa, em. À, bây giờ thì tinh thần là thế này, tinh thần là trên lớp đó, trên lớp là thầy sẽ chỉ giảng sơ lược thôi và trao đổi thắc mắc cho với các em thôi. Nhưng mà bây giờ đó là với điều kiện mà chúng ta học như thế này thì chưa chưa được làm như thế. Cho nên là khi mà thầy giảng như bữa hôm nay thì thầy phải cố gắng là thầy xoay lại, thầy giải thích lại các cái ví dụ này kia đó. Thì hy vọng là buổi học sau đó, buổi học sau mình phải năng động hơn tí nữa. Năng động hơn tí bằng cách nào? Là em xem trước tài liệu rồi là em sẽ có vấn đề gì, em cứ hỏi thầy thôi. Chứ không thể thầy hỏi em. Em phải hỏi thầy, thầy cái bài đó làm sao thầy giải thích. Chứ không phải là thầy bắt thầy phải giảng qua một quận rồi thầy hỏi em không biết gì hết, rồi em biết làm. Không được, đúng không? Mình phải học năng động chút, không? Tức là em phải xem trước tài liệu rồi em lấy cái ví dụ đó ra, thầy ơi cái ví dụ đó ra đó. Thầy giải thích gì em? Như vậy thì mới học là gọi là chủ động được. Em hiểu chưa? Và khi mà thầy ra một cái bài test trắc nghiệm như thế thì em mới có khả năng em làm được điểm cao. Chứ bây giờ thì thấy là cái điểm của mình nó không có cao lắm. Thấy không? Đây. Điểm là như nó rất là thấp. Đây, điểm 6, 7, 6, 7. À, cũng có bạn điểm 10 đó em. Đây, 6, 7. Nhưng mà thấy là đa số là 6, 7, 5. Điểm chung chung thôi mà. Dạ cho con hỏi là khi mình làm hai lần như vậy là mình lấy hai lần cộng lại chia hai hay mình lấy lần lấy điểm cao nhất em nè, giữ dạ, điểm cao nhất ha, hai lần đó là lấy điểm cao nhất. Điểm đa số là các bạn đều bị 7 nè. Thấy không? Đa số các bạn đều bị 7. Điểm trung bình là 7.2, tức là trung bình của tất cả các bạn ấy luôn là 7 12%. Tức là 7.2. Và điểm cao nhất là có điểm 3 bạn điểm 10. Thấy không? Điểm thấp nhất là bạn thấp nhất là 2 điểm. Thấy không? Thì có một số kết quả sơ bộ của mình là bài kiểm tra đầu tiên của mình vậy đó. Rồi thì buổi học của thầy đến đây tạm dừng ha. Thầy nhắc lại là công việc tuần trong tuần của em đó là xem lại cái bài giảng thầy sẽ bài giảng hôm nay thầy sẽ lót lên đây. Bài thầy ghi màn hình.